Hello anh em và welcome back to my channel. All on the thrill of the double life. Do you be true now? Bây giờ mình ra có ám hoàng đánh luôn nhỉ? Ám hoàng. Level 3 cũng không tỷ lệ thương 4 vàng. À, không tỷ lệ thương 3 vàng. Đại à? Con nào hai ngoại trừ con Quy Len em ơi. Check phát xem các nhà ấy khỏe không này. Cũng phải quá khỏe đâu nhưng mà thôi mình cũng sợ lắm nên mình chạy thôi. Hẹn gặp lại anh em sau chuỗi thua này nhé. A few moments later. Hello anh em, đợi mình sau chuỗi thua và mình đang có mấy bạn như thế này thế này. Actually, let's just go with this. This. Yeah, no more thú, no more thú. Maybe that. Will you be tonight? That's the question. Will you be tonight? I'm at the room myself. Chưa nhân đôi đam em. Right on me. Em trông thấy là anh em thấy có triển vọng hay không ở đó. Thậm chí nhá, mình có thể này. Tóc này đi. Để giữa phải ngon không? Nhìn đổi sang góc bên kia. Đây nè. Một nhảy. Xa tê cần hết rồi anh em ơi. Cũng bị bụp. Ông chết. Cần hết thật. Chịu. Quá thế. Will you be tonight? That's the question. I know you heard the rumors. Speak my true name. I dare you. My time to shine. Nó con Floor mà cầm thương mà nó đứng cạnh một con như thế này thì nó có được nạp mana không nhỉ? Nó được phun đầy cây mana không nhỉ? Thắc mắc ở chỗ đó anh em ơi. Không được nạp anh em ơi, không được nạp mana. Nó ngắt chuỗi thua ở đây thôi nhé. Thua ở đây là hợp lý rồi. Bố vậy thôi. Ôi không mà đánh voi luôn này. Ok đấy anh em ơi, trận này khả năng tươi tắn cho mình đấy. Trận tươi tắn đấy. Rồi 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 rồi. Maybe.
I will wait for you. Actually, I'm gonna want you and want you. And, I don't need you and you. I might need you. But, chắc không cần Roman nhỉ, hay có nhỉ? Này đi. Hai mươi lăm là 55, 55 cộng 62, 55 cộng 65 là bao nhiêu? 110, 120. Đánh thưởng một phát anh em ơi, nếu mà bỏ cái đồ 40 mana đi thì con Malok mình phải đánh thưởng một phát, which is not so good. Nên là mình sẽ chắc để ba đồ này, chắc để rồi cho con khác đúng không nhỉ? Tại mình muốn tối ưu hóa cái mana của mình một chút. Sử nó man đi. Đó thì cái này nó sẽ có thể cho một con sẽ con diu gì đó, con này kích đôi. Mua về. Đó, thế là con Malok này vẫn nhảy được này, lau ulti được này, thêm một tí đam anh em ơi. Mặc dù Malok này bắt đầu nhảy nó không đau như như lúc đầu nữa anh em. Đầu game nhảy mà phát chơi gần chết luôn. Nhưng mà tạm thời mình chưa có Nakot, chưa có các thứ thì mình sẽ cứ dùng con những con bài thay thế này cũng được. Thiếu Lumbua đúng không? Ba Lumbua đúng không? Thử cái này xem con này ulti được luôn, đẹp không? Cái đây này. Cái này còn đang xem cao đi được luôn nhỉ? Thử một phát à? Ngon mà lốc nhỉ? Cũng chờ dòng kiểu đắt thôi anh em ơi, không có gì khác đâu. Này cho floor được, floor xuống đáy nó làm việc. Chưa có rồng, chưa có nắc. Này đi. Chơi bằng hắc ám là lâu ấy. Phải lo. Cho con voi đi luôn. Tử Malok một phát chứ. Xem phải Malok nó có gánh được team không. Không thì thôi mình sẽ bắt đầu đổi trò nhé. Ok. Rằng Malok này phải đi rồi anh em ơi. Cho nó một cơ hội mà nó không thành công thì phải cho nó đi rồi anh em ơi. Mỗi người chỉ có một cơ hội thôi. Mẹ hoa cờ. Nó lóc ở đi nhá. Đặc biệt em. Này sẽ cho con voi nó đi sớm này. Cần lắm. I'm the type, I'm the vibe. Đây rồi. Người mình cần đã đến anh em ơi. Rắc đâu? Có thể cho này vào con thay con Arduin nhưng mà cũng được mà. Đợi một chút nữa. Chắc còn không cần đâu. Mà lâu mà đi rồi. The fragrance of romance is truly intoxicating. Hoặc là mình có thể bỏ một con nguyên tố Zeal đi. Cho thêm Omen và kích 4 hắc ám xong rồi ta có ulti phát chết luôn anh em. Ừ, bí hơn đấy. Bỏ con tố đi. Cái con floor này không cần đâu. Ôi, có một vàng về dần nhé. Biết đâu ra con Dirac phát.
Level 7. Có khả năng ra đi rắc mày. Mày đứng đây này, mày đứng cạnh được. Mà có rồi. Thì con ấy sẽ đánh thử một phát thương bắt đáy bên này. À đuôi này không cần nữa không nha, 4 hắc ám đủ rồi. Đây là cái con lấy một vàng cũng để lại được. Ok, làm sao. Hot ulti này. Dầu vẫn thổi xấu nhỉ. Hay floor 2. Chơi game tàn bạo. Hay dòng thổi giữa nhỉ. Tại dòng mình dòng mình hơi kỳ ta. Này đi. Cho dòng này làm nghĩ phết nhỉ. Tại mình có con lau hai ấy, con lau hai đứng ở dưới cái góc của cái con của cái thương này nó khá là đẹp nên mình không muốn con lau hai này di chuyển, mà muốn con lau hai này di chuyển ra thì con lau nó sẽ không thổi đẹp nữa, lau không thổi đẹp nữa, nhưng mà con rồng lại thổi đẹp hơn nếu mà mình di chuyển. Khó để cân nhắc anh ơi. Cân nhắc là gì? Đây này, con lau này đang thổi thẳng khá là đẹp. Con rồng vào đây thì con Akot đứng đây. Hiện có thêm con Zeal ở đây. Được. Con rồng đánh không một phát nó thổi. Cũng được thôi nhưng mà... Giờ đam Akot khá là tín đấy. Nacot, hay là thậm chí mình ném đồ này cho rồng thổi luôn nhỉ. Nacot đứng cạnh nó thôi. Cho Nacot ngon hơn nhỉ. Nacot ulti được luôn, con rồng nó đánh thường một phát thôi nó ulti. Chứ không thì kiểu kia Nacot sẽ đánh thường biết 1 hay 2 phát, Nacot 1 mà. Còn thấy tăng sao nữa anh em ơi, 45 máu, mình vẫn đang chờ một cái gì đó. Còn gì đó mạnh hơn Illu chẳng hạn. Nhưng anh chờ đợi một chút em. Chờ đợi điều gì trong nỗi nhớ. Rồng cho lau thì lau tí cũng khá đẹp. Thì mình sẽ để nó lau đi. Lau đi các kia tú len đứng kia. Lau đi cũng khá đẹp anh em ơi. Mình cho lau đi. Grab đứng đây tú len đứng kia. Nacot. Nacot bắt buộc phải chui xuống cho đẹp nhỉ. Phương góc đáy bên kia. Lau xuống đi, lau này thổi không đẹp nữa. Rồng thổi đẹp này. Nacot ulti sớm này. Rồng này. Lau ulti phát nữa. Bùm nổ này. Hắc ám đang đánh vào người con cát này, con cát này sớm chết rồi ta. Chết. Cứ truy hồn ta. Ma tộc à. Đại hai cái đồ thủ. Ê thêm ngọc đại cũng được. Chẳng thời ném cho voi nhé. Cho voi ulti sớm ạ. Không con gì nữa. Đã có 5 con rồng 6 con mua thêm thôi. Đi tìm mà mua thôi. Đây luôn bua thực ra quả đấy lấy luôn bua được anh em ơi. Để chúng ta có thể có thêm thêm nguyên tố, chúng ta bỏ bán thần đi được, tầm này bỏ bán thần đi được. Hắc ám nguyên tố nữa. Bắt được góc đẹp kìa. Lau nó bị rồng thổi đẹp này. Lò 3. Giờ ấy đánh kiểu gì vậy?
Gì chơi phần pro 3 vậy? Đắc 4 giờ rồng 6 à? Justice reigns supreme. Đập thêm một con thêm 2 vào cũng được nhé, mình chờ một con Illu hơn. Rất chờ một con Illu và một con Nakot. Nakot 2. Nakot 2 mình nghĩ lên đường nên mình hơi tiết kiệm một chút anh em ơi. Hôm nay thì mọi người khác đang đập hết lên rồi đấy. Mọi người không cần chờ đợi điều gì đâu. Người đập hết lên rồi đó. Mình vẫn đang chờ anh em ơi, đang chờ một chút. Chờ kích được thêm cái con Illu 2 hay con gì đó. Một truy hồn à, căng thế. Illu một cái truy hồn nó căng quá. Sao con Illu biết chờ được không ta? Nó có sắp lên 2 rồi. Cố gắng để chờ một con gì 3 sao là một con gì mẽ hơn những con bài bình thường. Chứ mình thích thì lúc nào mình chả đập được lên con đấy. Chờ đợi một điều gì đó em. Illu này. Nguyên tố cho tím tím hơn một chút này. Illu 2 luôn nhá. Để đến này Illu 2 luôn. Còn chờ một Illu. Lên luôn này. Nó có khả năng chạy từ từ sẽ lên vậy. Nguyên tố bỏ này. Bom. Cho tu lan đi. Này là cho Illu cầm một cái này này. Rồng sẽ cầm một cái này này. Nakot sẽ cầm một cái này được. Kết này cho Illu này. Đây. Hay không? Nguyên tố bán đi được này. Nguyên tố hay bán đi được này. Ê có Dirac này. Chúng ta có thể cho thêm con Lily hoặc thêm con gì đó. Azenka mình vừa bán mất rồi. Thêm Ngọc Đại, Ngọc Đại cho Void thôi. Này cho Nakot thôi. Và cái này cho Illu, đập Illu 2 luôn. Sớm. Azenka mua lại Azenka này. U một con rồi kích thế hệ thôi em ơi. Các đẩy cái này lên này, Azenka lên này. Và này xuống này. Nakot Illu ulti. Ok. Ok, tạm thời là khá là chill anh ơi. Rồng Nakot. Rồng Nakot cảm giác sẽ nhiều đam hơn. Ok. Chứ này cho rồng thì khiên kia cho con cho rồng khiên kia cho Nakot đi, bởi vì Nakot là sẽ chui xuống dưới đáy. Cũng khá là uy tín. Asenka đứng đây tanh đứng kia ở. Ok, tạm thời là vậy. Doom đi sớm nhưng mà không có truy hồn, không biết giết được con cát kia không ta. Đóng băng này, ok nha, đóng băng là ok nha. Một chết này, đánh thường thì nó chết luôn. Còn liềm mà hay còn gì vậy? Thế nhỉ? Truy hồn anh em ơi, cần truy hồn. Cần cái truy hồn bây giờ. Cái kết này sẽ cho con gì nhiều đam hơn. Nakot nhiều đam hơn anh em ơi. Thì cái này sẽ cho con này sẽ cho Void đi. Cái này sẽ cho truy hồn cho Illu. Nakot cầm cái này. Nakot mình nhớ là ulti được một phát đúng không? Sao đấy? Ulti được mấy phát cũng được. Uy khả năng. À thêm một thêm này. Thêm này cho nó cái thương này. Untied. Thêm cầm luôn Ngọc Đại cũng được. Illu ulti truy hồn này. Nakot. Nói chung là gần như là con Illu nó ném cái truy hồn là xong hết trận rồi anh em ơi. Con này sống dai thế.
À, sao mình lên luôn nhé, mình để luôn Azenka này nhá. Thêm kết vào thêm đi. Thêm cầm một đồ, hai đồ, ba đồ. Có mình cho rồng, mình cho na cót cũng được. Đây đã mình có thêm Lily thì tốt. Cần con Lily nữa. Untied, found the vibes. All secrets in my pocket locket. Hai thêm. Justice reigns supreme. Chưa có con Ilu anh em ơi, à chưa có con kia. Chưa con đáy. Chưa bên kia, con cát bên này truy hồn. Chưa có gì đáng sợ đâu anh em ơi, chưa có gì đáng sợ. Hiện tại là vậy, mong là vậy. Duty thêm thêm cấp hai kết này, ok đánh thường thôi, còn này chết này. Ui đánh thường các thứ đi các bạn ơi, hút đi rắc rắc hút đi, ok sao cũng được, làm gì cũng được nhé. Voi này lên này. Bạn này mà đi luôn thì tốt, 19 máu khả năng không đi được. 19 máu hơi nhiều. Thôi đi luôn, may quá. Thêm 2 mà quả này sẽ không di chuyển được tướng này. Không có gì di chuyển anh em ơi, không cần di chuyển đâu. Bắt thử bình tĩnh rồi, Ilu sẽ cân hết anh em ơi. Tin tưởng Ilu nó sẽ cân hết. Không ạ. Tưởng Ilu sẽ cân hết. Okay. Hai na có đổi chỗ cho nhau này. Ilu sao mình chậm một phát này? Ilu mình chậm một giây vậy. Chôn đẹp này. Thêm bổ này. Ok. Chết rồi các bạn, đi bộ đi đâu làm gì nữa. Này cũng đi không? Con cát này sắp đi rồi. Không đi à? Gì đấy? Để giết được con Volcat này anh em ơi, chúng ta phải có tích thêm tiền nữa này. Điểm tích thêm tiền này. Và một đồng này. Hai đồng. Ba đồng, bốn đồng Volcat nè. Ok, tạm thời là vậy á. Đã hết tiền anh em ơi. Pha sau này mình sẽ bán hai bạn mà này đi. Thêm von cát à? Bán cho von cát được này. Von cát đi xuống được anh em ơi, nếu mà von cát không có sách thánh không, mình cho cái thường ở trong. Von cát là bao nhiêu? 40 mana cộng với cả 35 là 75. Mình đi cho một người xa ấy, mình chơi được luôn. Bình tĩnh nhá. Nên sách thánh cho con cát đúng không? Ok. Cho cho em một cái cho là được rồi anh em ơi. Cái vị trí này. Cho cho con cát hoặc là cho thậm chí là mình sẽ ném cái này cho voi nhá. Nhầm voi. Ngọc đại của con này mình sẽ ném cho con thên. Cho ném cho con voi. Và truy hồn này mình sẽ ném cho con rồng. Rồng. Và khi này khả năng mình ném cho con cát chăng? Cách thắng ném cho con cát. Ok. Lily này. Dù không cần Lily em ơi. Mình chỉ cần con cát mình nhảy được một phát thôi nhỉ? Nhảy được à? Hai truy hồn mà anh em ơi. Ê, nhất phải giáp, giết cái giáp hộ mệnh của nó đấy. Rồi, ok, một cái giáp hộ mệnh rồi này. Ok. Better make a name for myself here. Better make a name for myself. Con này nó... Sách thánh. Ok.
bắt được game for myself here. Rồng thuộc góc này, von cát thuộc góc này, mình sẽ chơi von cát này luôn nhá. Đẩy đẩy góc này luôn. Đẩy góc này đã nhá. Đẩy góc bên này đã nhá. Von cát bên này. Cây lu lu lu. I'm back and make a name for myself here. Có rồng. Đây có rồng 2 đâu. Ôi đừng than. Hết cỡ rồi, hết cảnh rồi anh em ơi. Không còn gì mà than nữa rồi. Con cát này sẽ cản được con thên này. Choáng này. Ok nha. Nhưng mà rồng kia thổi được ngon. Ui. Thên này bổ điên thế. Thôi xong rồi. Đang vừa rồi là một sai lầm của mình mất rồi anh em ơi. Hai con cát cân nhau nhưng mà con cát tiên kia có giáp bổ mệnh. Ê mình cứ nghĩ quả đấy mình con cát mình sẽ cản được thên thật cơ. Thôi đi rồi. Tưởng nhầm rồi anh em ơi. Sao nó không choáng liên tục được nhở? Mình có sách thánh mà. Nó phải choáng liên tục con thên đấy chứ. Để con thên này nó đỡ vỗ vào con rồng mình chứ. Bạn này làm gì có gì đâu. Thên đấy không có choi mà. Mình chết rồi. Tiếc quá. Đổi sang góc bên kia thì con... Để vẫn để con cát đấy. Để con thên bên góc bên kia. Con cát nó vẫn cản được con thên đấy. Bổ phát đầu này. Mình giết con thên đấy hơi lâu anh em, xong rồi nó mấy con thú này nó búp giáp nữa, các thứ mình không giết được. Xong rồi anh em ơi, mình kết thúc rồi. Chào anh cho các clip lần sau nhé, bye bye.